Xin chào xin chào, lại là tôi chất xám đây. Coca-Cola, cái tên không còn xa lạ với 8 tỷ dân trên toàn thế giới. Các ông có thể ước tính rằng cứ mỗi cú chớp mắt của chúng ta là đã có một chai Coca-Cola được bán ra thị trường. Chỉ dựa vào việc bán khí CO2 là thương hiệu này đã có thể thu về lợi nhuận khổng lồ hàng năm trong số 55 tỷ sản phẩm đồ uống được sử dụng mỗi ngày trên thế giới. Nếu nước lọc xếp số 1 thì số 2 chắc chắn thuộc về Coca-Cola. Nó đang đe dọa vị trí độc tôn hàng thế kỷ qua của nguồn nước chính và hứa hẹn sẽ xoán ngôi để giành vương vị trên sàn đấu. Vậy nếu có một ngày nào đó, con người sử dụng Coca-Cola như một loại nước chính, thay thế hoàn toàn cho nguồn nước khoáng tự nhiên thì sao các ông nhỏ? Đó chắc chắn sẽ là một tin vui cho những Coca fan, nhưng tôi không chắc đây là cái cần tăng dân số của các ông sẽ ủng hộ điều này đâu nhá. Hóa ra, chú họa mi của nhiều thanh niên đang bay để gãy lại có liên quan mật thiết tới dòng sản phẩm đình đám này đây. Muốn biết chuyện gì sẽ xảy ra thì còn chờ gì nữa mà không xách mông lên theo chân tôi đi tìm hiểu ngay thôi nào. Let's go! Các ông hãy đoán thử xem trên hành tinh này đâu mới là thứ được tiêu thụ nhiều nhất mỗi ngày. Không phải là lương thực đâu nhá, mà đó chính là nước. Nếu chỉ tính xương xương thôi thì mỗi giờ con người trên thế giới đã nạp vào cơ thể hàng tỷ tấn nước thông qua nhiều cách khác nhau. Thế nên sẽ chẳng có gì bất ngờ khi tôi nói nước chính là nguồn sống của nhân loại. Nhưng có vẻ vị thế của nước đang bị lung lay trước một đối thủ đáng gờm, chính là Coca-Cola, gã khổng lồ trong ngành nước ngọt có ga, sản phẩm gây nghiện nhất mọi thời đại. Các ông phải công nhận với tôi là chúng ta dường như bị bỏ bùa trước loại nước uống thần thánh này không? Gơm có thể quên ăn, nước có thể quên uống, nhưng thiếu Coca-Cola một ngày là ăn không ngon, ngủ không yên. Mà theo thống kê sắm tôi hóng hớt được, thì cứ mỗi giây lại có gần 10.450 sản phẩm của Coca-Cola được bán ra, đồng nghĩa với việc mỗi ngày có tới 1,7 tỷ sản phẩm của Coca-Cola được tiêu thụ đi khắp nơi trên toàn cầu. Con số khổng lồ này như đang tuyên bố, cái tên gọi nền kinh tế lớn thứ 84 của thế giới mà nó nhận được là vừa có tiếng vừa có miếng. Chính những tác dụng vượt trội hơn hẳn so với nước lọc mà chúng ta uống hàng ngày, như là giúp tỉnh táo, tăng vị giác, đập tan cơn khát như những gì Coca-Cola quảng cáo chẳng hạn. Vậy nếu chúng ta thực sự đưa nó lên làm loại nước uống chính, thay thế cho nước lọc, thì chuyện gì sẽ xảy ra đây nhỉ? Xuất hiện từ đầu thế kỷ thứ 19, thực phẩm thần thánh này giờ đây đã được con người tôn sùng như một phát minh vĩ đại, cải thiện vị giác trong các bữa ăn hàng ngày. Các ông sẽ khó mà tin nổi khi thấy con người đang phát cuồng chỉ vì loại đồ uống có màu sắc giống một con rán như thế nào đâu. Đế chế Coca-Cola đã khiến con người rơi vào cảnh vừa yêu vừa hận, bởi thành phần cấu tạo nên hương vị tuyệt vời của món đồ uống này chính là hạt và lá của cây coca, cả hai đều chứa rất nhiều caffeine, một loại chất kích thích có thể gây nghiện. Mà với những ai đã chót dính ngải coca thì con đường cai nghiện còn khó hơn cả việc bỏ ma túy đấy các ông ạ. Nhưng mà tin tốt cho anh em ta là loại chất này có khả năng giúp tăng nhanh quá trình trao đổi chất trong cơ thể, phá vỡ các tế bào mỡ nhanh chóng, cũng như kéo dài cảm giác no sau bữa ăn và giúp thức ăn lưu lại trong dạ dày của các ông lâu hơn. Thế nên em nó có khả năng hỗ trợ giảm cân cho những thanh niên thừa cân béo phì đang có nhu cầu quay đầu là tìm sáu múi, nhưng đó chỉ là khi chúng ta sử dụng nó một cách hợp lý mà thôi. Còn nếu trong tình trạng uống coca thay nước lọc thì chuyện các ông giảm được cân sẽ chỉ có trong mơ thôi nhá. Các ông có biết rằng chỉ với một lon Coca-Cola 320ml đã chứa tới 35g đường hay không? Nó tương đương với 10 muỗng cà phê, nhiều hơn lượng đường được bác sĩ khuyên dùng hàng ngày tới 30g. Việc tiêu thụ một lon nước ngọt có ga mỗi ngày có thể khiến anh em ta tăng thêm 6,75kg cân nặng trong vòng 1 năm. Hãy thử tưởng tượng mà xem, mỗi ngày chúng ta cần uống ít nhất 2 lít nước lọc để toàn bộ cơ quan trong cơ thể hoạt động bình thường. Nước lọc lúc này có vai trò như là dầu bôi trơn cho động cơ để chúng hoạt động trơn tru hơn hẳn. Vậy hãy thay điều đó bằng 2 lít Coca-Cola mỗi ngày thì sao nhở? Điều đó thì sẽ tương đương với việc anh em ta uống cùng lúc 10 lon Coca-Cola và đoán xem chuyện gì sẽ xảy ra nào. Lúc này, con người sẽ hấp thụ một lượng đường lớn đi vào cơ thể, khiến cho hàm lượng insulin trong cơ thể bùng nổ để kịp thời phản ứng với lượng đường
trường khổng lồ này. Đồng thời, Ngàn cũng bị tung hỏa mù, phải nhanh chóng nhận nhầm sugar thành đạt điểm mỡ của đời mình và vô tình biến thành chất béo đi sâu vào trong máu. Và tin xám tôi đi, chỉ 45 phút sau khi các ông nốc cạn 2 lít coca thì lượng caffeine đã chạy lên tới não bộ, nó sẽ ức chế toàn bộ hệ thần kinh trung ương. Lúc này, các tế bào não của đồng chí sẽ xuất hiện trạng thái cực khoái, hưng phấn cực mạnh, khiến chúng ta có cảm giác tỉnh táo và không buồn ngủ một chút nào. Thế nhưng chỉ sau 1 giờ đồng hồ, khi cơ thể đã trải qua 7749 kiếp nạn từ biến đổi trong máu, hệ thần kinh sang tới não bộ, thì caffeine bắt đầu phát huy tác dụng lợi tiểu. Trong quá trình này, acid phosphoric và caffeine sẽ loại bỏ các chất dinh dưỡng như là canxi, magie, kẽm sẽ bị ra ngoài cùng với vitamin và nước. Như vậy, nếu uống coca mỗi ngày sẽ làm cho cơ thể của anh em ta thiếu hụt vitamin trầm trọng, thiếu canxi, không đồng nghĩa với việc chúng ta không mọc được sừng, mà các ông còn phải đối mặt với chuyện chiều cao sẽ giảm đi theo năm tháng. Đấy là tôi còn chưa kể đến vấn đề thiên hạ có thể rơi vào cảnh tuyệt hậu chỉ vì uống Coca-Cola trong thời gian dài đấy các ông nhé. Nếu duy trì đều đặn mỗi ngày 2 lít Coca thì việc họa mi của các ông ngừng ngáy sớm muộn cũng sẽ xảy ra mà thôi. Như tôi đã nói, thì nếu chúng ta sử dụng với liều lượng vừa đủ, thì caffeine sẽ kích thích hệ thần kinh trung ương, giảm các triệu chứng đau đầu, cải thiện tinh thần, giảm mệt mỏi, phân hủy axit béo trong gan. Nhưng một khi sử dụng quá liều, thì một lượng lớn sẽ gây mất khả năng nối dõi tông đường của nhiều thanh niên, và có vẻ không có nhiều đồng chí của tôi biết về việc này đâu nhở. Khi mới ra mặt, CEO của Coca-Cola còn mặt dày tới mức quảng cáo rằng loại nước uống tuyệt vời này có khả năng làm tăng sức khỏe sinh sản cho cánh mày râu. Uống Coca vào là ngày 7 đêm 3 vào ra không kể, nhưng sự thật lại trái ngược hoàn toàn so với những gì con lươn Coca-Cola đã nói. Theo như những nghiên cứu gần đây mà xám tui hóng hớt được tại Đại học Copenhagen, Đan Mạch đã chỉ ra rằng Coca-Cola có thể gây vô sinh cực mạnh. Các nhà khoa học đã nghiên cứu 2.554 nam giới và cho kết luận rằng những người đàn ông uống 1 lít nước có ga mỗi ngày thì số lượng trung tình sẽ giảm đi tới 30%. Những người nghiện coca sẽ chỉ là 35 triệu tinh binh trên 1ml, trong khi những người uống ít hơn là 65 triệu. Điều này chứng tỏ các ông chỉ cần đợi thêm 5 năm nữa thì khả năng cao là cái cần tăng dân số không còn chào cờ được một lần nào trong đời nữa đâu nhá. Chưa dừng lại tại đó, chỉ cần vài năm sau khi chúng ta sử dụng Coca-Cola, các căn bệnh khác cũng sẽ rủ nhau đến, gõ cửa cơ thể của các ông và đi vào cư trú. Chúng sẽ hủy hoại các bộ phận quan trọng từ bên trong và khiến người bệnh sống dở chết dở. Lúc này, các ông mà còn muốn quẩy trên nền nhạc Astronomia cũng là chuyện cực kỳ xa xỉ. Cuộc nghiên cứu của các nhà khoa học Đan Mạch cũng tìm ra những dấu hiệu cho thấy loại nước ngọt có ga này sẽ khiến chúng ta đối mặt với nguy cơ cao bị mắc bệnh tiểu đường. Điều này cũng dễ hiểu thôi. Các ông có thể lấy người Mỹ là ví dụ. Trung bình, một người American nạp vào cơ thể khoảng 4,9 kg đường mỗi năm từ các sản phẩm của Coca-Cola. Giờ hãy thử nhân con số này với 307 triệu người Mỹ. Chúng ta sẽ thu được kết quả là khoảng 1,7 triệu tấn đường. Thế nên, tỷ lệ béo phì và bị bệnh tiểu đường của quốc gia này luôn đứng trong top đầu của thế giới cũng là điều dễ hiểu. Nếu như các ông uống coca mỗi ngày liên tục trong 6 tháng, sẽ dẫn đến sự tích tụ mỡ thừa xung quanh gan và cơ xương. Điều này còn có thể dẫn đến nguy cơ kháng insulin trong cơ thể và dẫn tới nguy cơ mắc bệnh tiểu đường cao hơn bình thường. Thậm chí là chất acid phosphoric bên trong coca sẽ hạn chế khả năng hấp thụ canxi của cơ thể, cũng như gây mòn men răng, tăng nguy cơ sâu răng. Điều này không hề xảy ra khi chúng ta uống nước lọc. Quá trình nước có ga bào mòn men răng nhanh gấp 4 lần so với dòng chảy mà nước gây ra đấy nhá. Đồng nghĩa với việc chưa tới 50 tuổi là anh em ta đã phải dắt nhau đi trồng răng giả rồi đấy các ông ạ. Nhưng mà liệt chân giữa và béo phì thì vẫn chưa phải là điều kinh khủng nhất mà chúng ta sẽ phải trải qua đâu nha. Khi mới đây, các nhà khoa học Mỹ lại tiếp tục bóc phốt một chuyện động trời bao năm đã bị giấu kín. Đây chính là trong Coca-Cola có chất gây ung thư cực mạnh.
Theo cảnh báo của Trung tâm Khoa học vì quyền lợi công chúng Mỹ, thành phần của nước giải khát Coca-Cola đều chứa nồng độ cao chất gây ung thư, viết tắt là Formia, hay còn gọi tên hóa học là formethylimidazole. Nếu các ông đang thắc mắc chất đó từ đâu mà ra, thì xin chia buồn với các cụ là chính từ quá trình tạo ra Coca màu cánh gián của chúng ta nên em nó mới xuất hiện đấy ạ. Khác với việc anh em ta thường hay tạo màu caramel bằng cách làm nóng đường trên một chiếc chảo, phương pháp tạo màu caramel trong Coca-Cola và các loại đồ uống tương tự được thực hiện bằng phản ứng hóa học giữa đường với amoniac dưới nhiệt độ và áp suất cao. Loại hóa chất này có thể gây ra ung thư phổi, gan, tuyến giáp và bệnh bạch hầu ở nhiều loài động vật. Sau hơn 20 nồi bánh chưng, uống hết vài thùng nước ngọt, thì giờ các nhà khoa học mới chịu khám phá ra bí mật khủng khiếp này đây. Bây giờ anh em ta kêu SOS thì có kịp không các ông nhỉ? Từ những điều này, chúng ta có thể thấy rõ nước ngọt hay các loại nước có đường có thể giúp cơ thể giải khát nhanh chóng, nhưng nó hoàn toàn không thể thay thế nước lọc. Hãy nhớ rằng, một ngày không được vượt quá 300ml và một tuần chỉ nên uống từ 1 tới 2 lần mà thôi. Các ông đã uống bao nhiêu lon nước ngọt trong tuần này rồi nhở? Hãy comment cho Sám tôi biết với nào. Chuyên mục hôm nay của tôi tới đây thôi nhé. Nếu thấy video hôm nay vẫn hay ho như mọi ngày, thì còn chờ gì nữa mà không like và share cho chất xám ngay đi nào. Còn bây giờ thì bye bye!